Tổng thống Trump tuyên chiến, khẳng định quyết tâm bảo vệ biên giới nước Mỹ trước cuộc xâm lược của di dân lậu và sự phá hoại của phe dân chủ. Quá ít, quá muộn, ông Trump Landgraf tiết lộ lý do ủng hộ Trump, chỉ trích gay gắt chính quyền Biden-Harris. Israel tấn công trả đũa Iran sau hàng loạt vụ phóng tên lửa nhắm vào người dân Israel. Kính thưa quý vị, trong bài phát biểu tại Austin, Texas mới đây, Tổng thống Trump đã nêu ra nhiều vấn đề và chính sách liên quan đến vấn đề nhập cư và những ảnh hưởng tích cực mà các chính sách này mang lại cho nước Mỹ. Một trong những điểm mạnh của Donald Trump là sự kiên định trong việc thắt chặt an ninh biên giới nhằm ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch tranh cử và sau đó là nhiệm kỳ tổng thống, ông đã tập trung xây dựng và củng cố một hệ thống biên giới mạnh mẽ nhằm bảo vệ đất nước khỏi dòng người nhập cư bất hợp pháp. Trump nhận xét rằng chính quyền của Kamala Harris đã làm ngơ trước vấn đề nhập cư, cho phép hàng triệu người vượt biên giới vào Mỹ mà không hề kiểm soát. Những kẻ nhập cư này bao gồm không chỉ những người dân tìm kiếm cuộc sống tốt hơn, mà còn có cả những tên tội phạm nguy hiểm, sát nhân, buôn lậu ma túy và nhiều kẻ khác đến từ khắp nơi trên thế giới. Không chỉ giới hạn ở Nam Mỹ mà còn từ châu Phi, Trung Đông và các nước khác. Trump cảnh báo rằng việc mở cửa biên giới như hiện nay là một tội ác chống lại con người và đe dọa trực tiếp tới sự an toàn của nước Mỹ. Theo Trump, chính sách biên giới mở của Kamala Harris đã tạo ra một con đường đầy máu và đau khổ, khiến tình trạng tội phạm leo thang ở nhiều bang, việc để người nhập cư bất hợp pháp không qua kiểm tra vào Mỹ, đặc biệt là các băng nhóm tội phạm như MS-13 và các băng đảng Venezuela như Tren Aragua, đã khiến nhiều công dân Mỹ vô tội trở thành nạn nhân của các vụ tấn công bạo lực và thảm khốc. Trong nhiều bài phát biểu, Donald Trump đã chia sẻ câu chuyện đau thương của những nạn nhân, đặc biệt là của các bà mẹ mất con bởi tay các tội phạm nhập cư bất hợp pháp. Ông đã kể về trường hợp của Alexis Nungo, một bà mẹ ở Texas đã mất đi cô con gái 12 tuổi Josely do bị bắt cóc, hành hung và sát hại bởi những kẻ nhập cư bất hợp pháp. Sự đau khổ của bà Alexis và những gia đình như bà đã trở thành biểu tượng cho sự thất bại của chính quyền hiện tại trong việc bảo vệ công dân khỏi dòng người nhập cư không kiểm soát. Trump nhấn mạnh rằng các chính sách của Harris đã tạo điều kiện cho những kẻ tội phạm này vào Mỹ mà không qua bất kỳ sự kiểm soát nào. Đặc biệt, chương trình bãi bỏ giam giữ của Harris đã tạo điều kiện cho các tội phạm nam giới ở độ tuổi chiến đấu vào Mỹ mà không phải chịu bất kỳ hậu quả nào. Chính sách này đã trực tiếp dẫn đến việc gia tăng các vụ giết người, bắt cóc và buôn bán ma túy ở khắp các tiểu bang. Donald Trump hứa hẹn rằng nếu trở lại cương vị tổng thống, ông sẽ nhanh chóng đưa ra những biện pháp mạnh mẽ nhằm đảo ngược tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Trump cam kết sẽ trục xuất mọi tên tội phạm nhập cư bất hợp pháp, đặc biệt là những kẻ nhắm đến con cái và gia đình người dân Mỹ. Ông tuyên bố, chúng ta sẽ trục xuất mọi kẻ tội phạm nước ngoài nhắm vào con em chúng ta và các gia đình khác. Chúng sẽ bị đuổi đi một cách nhanh chóng. Trump đã luôn tự hào về việc chính quyền của ông trước đây đã xây dựng một hệ thống biên giới mạnh mẽ và giảm thiểu tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Theo Trump, dưới chính quyền ông, tội phạm đã bị đẩy lùi và biên giới đã trở nên an toàn hơn bao giờ hết. Ông tin rằng sự trở lại của ông sẽ giúp nước Mỹ thoát khỏi làn sóng tội phạm hiện nay và mang lại sự an toàn cho người dân Mỹ. Khi nói về phản ứng của Harris và chính quyền Biden trước tình trạng này, Harris đã từ chối xin lỗi hoặc nhận trách nhiệm trước những thiệt hại mà chính sách của bà gây ra. Donald Trump cho rằng hành động thiếu trách nhiệm của bà Harris, đặc biệt là việc bà không thừa nhận lỗi lầm trước gia đình các nạn nhân, là điều không thể chấp nhận được ở một người đang giữ cương vị phó tổng thống và đang chạy đua cho chức vị cao nhất trong Tòa Bạch Ốc. Hơn nữa, các chính sách của Harris chỉ làm gia tăng thêm tình trạng tội phạm, đồng thời dẫn đến cái chết của hàng ngàn trẻ em, trong đó có những nạn nhân của các băng nhóm tội phạm nhập cư. Chính quyền hiện tại đã bỏ mặc an ninh của người dân Mỹ và để cho các quốc gia khác biến Mỹ trở thành bãi rác để đổ những tội phạm mà họ không muốn giữ. Donald Trump đã luôn đề cao việc xây dựng một nước Mỹ mạnh mẽ, an toàn và bảo vệ lợi ích của người dân Mỹ trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Trong suốt những năm cầm quyền, ông đã cố gắng thực hiện các biện pháp nhằm thắt chặt an ninh biên giới và chống lại tình trạng nhập cư bất hợp pháp, một vấn đề mà ông tin rằng đang đe dọa trực tiếp đến sự an toàn và tương lai của nước Mỹ. Trump cho rằng sự trở lại của ông sẽ giúp nước Mỹ khôi phục sự thịnh vượng và an toàn, đồng thời chấm dứt các chính sách thất bại của chính quyền hiện tại. với cam kết bảo vệ nước Mỹ và đảm bảo rằng các kẻ tội phạm nhập cư bất hợp pháp sẽ không còn là mối đe dọa. Trump tiếp tục là biểu tượng cho những ai tin vào một nước Mỹ mạnh mẽ và kiên cường trước những thách thức trong tương lai. Quá ít, quá muộn, ông Trump Landgraf tiết lộ lý do ủng hộ Trump, chỉ trích gay gắt chính quyền Biden-Harris. Michael Harry O. Harris, nhà đồng sáng lập hãng đĩa lừng danh Death Row Records, gần đây đã bày tỏ lý do tại sao ông ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Quyết định này của Harris gây chú ý trong cộng đồng âm nhạc và chính trị khi ông chuyển từ ủng hộ chính quyền của Kamala Harris và Joe Biden sang Donald Trump, người đã ân xá ông khỏi án tù 33 năm. Theo Harris, lý do chính khiến ông ủng hộ Donald Trump là những chính sách thực tế mà cựu tổng thống này đã thực hiện trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Harris chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Fox News Digital. Những sáng kiến mà ông ấy đã thực hiện thật sự có sức ảnh hưởng đến cộng đồng của tôi. Ông nêu lên các ví dụ về những chính sách như tài trợ lâu dài cho các trường đại học và cao đẳng da màu, HBCUS, và các khu vực cơ hội đầu tư nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khu vực có thu nhập thấp, và đạo luật First Step giúp giảm án tù cho các tù nhân liên quan đến các tội phi bạo lực. Harris nhấn mạnh rằng, khác với chính quyền Biden-Harris, Donald Trump đã giữ lời hứa với cộng đồng da màu và thực hiện những hành động cụ thể. Chính việc Donald Trump ân xá cho Harris là minh chứng cho điều đó, Harris nhận xét. Ông ấy không chỉ nói, ông ấy còn làm. Ông cũng nói thêm rằng, chính quyền hiện tại của Biden-Harris đã không làm gì đáng kể để nâng cao đời sống của cộng đồng người da màu trong suốt 3 năm qua. Trong khi Biden nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng da màu khi đắc cử năm 2020, Harris tin rằng Kamala Harris đã không thể duy trì sự ủng hộ này trong các cuộc khảo sát gần đây. Harris chỉ ra rằng các chính trị gia đôi khi đánh giá thấp trí tuệ của người dân da màu, cho rằng họ sẽ luôn đi theo số đông. Tuy nhiên, ông tin rằng nhiều người trong cộng đồng da màu đang sống trong thực tế khó khăn với giá cả sinh hoạt và nhiên liệu tăng cao và không còn tin vào những lời hứa không thành hiện thực. Harris nói rằng việc kêu gọi bỏ phiếu mà không cung cấp những chính sách cụ thể hoặc giải pháp thực tế chỉ là một sự xúc phạm. Ông tin rằng cộng đồng da màu đã quá thông minh để tiếp tục tin vào những lời hứa hão huyền. Harris nhấn mạnh, họ sống trong thực tế và thực tế đã thay đổi một cách đáng kể trong 4 năm qua. Một phần lớn lý do Harris ủng hộ Donald Trump là sự thay đổi trong cuộc đời ông sau khi được Trump ân xá. Harris đã nộp đơn xin ân xá 2 lần dưới chính quyền Obama nhưng không nhận được phản hồi. Ngược lại, vào những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ, Donald Trump đã ra quyết định ân xá cho ông. Harris chia sẻ, điều này đã thay đổi tất cả mọi thứ đối với tôi và gia đình tôi. Ông cũng bày tỏ sự cảm kích sâu sắc đối với Trump vì đã cho ông cơ hội tái hòa nhập với xã hội và đóng góp trở lại cho cộng đồng. Trong một cuộc trò chuyện kéo dài 1 giờ với Trump sau khi được ân xá, Harris nhớ lại rằng Trump không yêu cầu điều gì từ ông ngoài việc trở nên thành công. Trump đã đọc hồ sơ của Harris và cho rằng ông xứng đáng được ân xá. Điều này đối với Harris đã chứng minh rằng Trump không chỉ là người biết hứa hẹn mà còn biết thực hiện những lời hứa đó. Sau khi được ân xá, Harris đã phát hành Oplan, một chương trình kêu gọi các ứng viên tổng thống cam kết với các chính sách cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề thực tế của cộng đồng da màu. Các đề xuất bao gồm việc thúc đẩy khả năng tự túc về kinh tế, khuyến khích quyền sở hữu nhà thông qua các chương trình thuê để sở hữu và phát triển các chương trình giáo dục tài chính, nghề nghiệp và khởi nghiệp. Donald Trump cũng đã thể hiện sự ủng hộ đối với Harris và tổ chức của ông thông qua một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau để xây dựng những gì ông đã khởi động cho cộng đồng người da màu trong nhiệm kỳ đầu tiên. Với sự hợp tác này, Harris và Trump hy vọng sẽ mang lại những thay đổi thực sự và lâu dài cho nước Mỹ. Israel tấn công trả đũa Iran sau hàng loạt vụ phóng tên lửa nhắm vào người dân Israel. Vào thứ Sáu vừa qua, Israel đã tiến hành các cuộc không kích trả đũa mạnh mẽ nhắm vào Iran sau khi nước này phóng hơn 180 tên lửa vào Israel vào đầu tháng 10. Theo hãng tin Reuters, những vụ nổ lớn đã được ghi nhận gần thủ đô Tehran và thành phố Karaj. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã phát đi thông báo về việc họ đang tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự ở Iran để đáp trả hàng tháng trời tấn công liên tục từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực. Giống như mọi quốc gia có chủ quyền khác, nhà nước Israel có quyền và nghĩa vụ bảo vệ đất nước và người dân của mình, thông báo nêu rõ. Cuộc tấn công của Israel diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant cam kết sẽ đưa ra phản ứng chính xác và chết người đối với vụ phóng tên lửa ngày 1 tháng 10. Số tên lửa của Iran đã bị chặn lại nhờ sự hỗ trợ của quân đội Mỹ. Trước đó, Iran đã trả đũa bằng cách phóng loạt tên lửa này nhằm đáp lại cái chết của lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah và lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh, những người đã bị Israel tiêu diệt. Động thái mới nhất này đánh dấu sự leo thang căng thẳng giữa Israel và Iran khi cả hai bên đều tuyên bố sẵn sàng bảo vệ lợi ích và nhân dân của mình trước mối đe dọa từ đối phương.